À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy là Phật. Ở vì thấy 40 phút và lễ Phật giúp mình cảm giác như nó qua cái vèo mau lắm quý vị. Thì nhớ là khi mình tu tập mà cái thời gian mình cảm thấy nó qua rất mau đó là có nghĩa là mình tu có kết quả. Nhớ kỹ. Còn cái lúc mình tu mà mình thấy nó quá lâu là mình tu nó không được kết quả. Cái này là cái rõ ràng luôn. Những đứa thấy bây giờ mà lên lễ Phật thờ giống như đi chung 20 phút, cái lễ Phật nghỉ có 40 phút cấp kỳ xong một thờ tu. Tuy là nó 40 phút thôi vậy đó. Nhưng mà cái âm hưởng của cái nguyên một ngày của quý vị niệm Phật sẽ nối tiếp. Ở cái 40 phút mà lễ Phật với đại chúng này nè, nó có một cái âm hưởng cực kỳ lớn cho cái thời gian mà mình tiếp nối để mà niệm Phật. Thí dụ như nó không có 40 phút này nghe, cái âm hưởng cái thời gian kia nó sẽ không có niệm Phật được bao nhiêu. Nó giống như sáng đi, nó âm hưởng cho tới giờ này cái mình làm việc gì mình niệm Phật, đi đứng đâu ngồi mình niệm Phật. Cái giờ này vô 40 phút cái nó âm hưởng cho mình cho tới cái giờ 2 giờ 10 mình niệm Phật. Cái 2 giờ 10 mình niệm Phật cho tới 2 giờ 50 cái nó âm hưởng cho tới tối mình niệm Phật. Có nghĩa là nó cái âm hưởng nó cứ tiếp tục gì đó mà nó làm cho mình rất là an lạc cái nội tâm. Mà giờ này mà được bao nhiêu gia đình này tu nó không đơn giản. Mà bao nhiêu gia đình này là bao nhiêu tỉnh thành trong nước ngoài nước. Mà những con người mà giờ này mà dẫn vô tu được cũng không đơn giản chút nào. Thật sự mà nói. Nghĩa là quá đủ duyên phước giờ này mới vô tu. Hoặc là cũng được rảnh rỗi giờ này mới vô tu. Mà người mà giờ này mà rảnh rỗi cũng không đơn giản luôn nữa quý vị ơi. À. Mà có những người giờ này rảnh rỗi người ta cũng không thể nào người ta tu được nữa. Còn mình thì giờ này mình vô mình tu được. Đây là điều mà nói là phải hội tụ rất đủ nhân duyên tuyệt vời. Giống như Đại Lão và Thượng Tịnh Không ngày nói thầy Lý Bỉnh Nam khi ở Đài Trung mà xuyên suốt thời gian khuyên người niệm Phật, cứ là khuyên người niệm Phật, xuyên suốt khuyên người niệm Phật. Cái thời gian mà của thầy Lý Bỉnh Nam là giúp người niệm Phật giảng sanh nhiều lắm. Tại vì sao? Vì thúc đẩy ngay cái tín nguyện niệm Phật. Cái thúc đẩy ngay cái tín nguyện niệm Phật. Cứ như vậy mà gầy dựng. Nhưng Đức nói rằng là cái tịnh độ mình về sau, cái sức ảnh hưởng của gia đình này nó lớn lắm nè. Vì trời xem. Còn con đường này bị đi từ 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 vì sẽ thấy rằng là cái tịnh độ mà nó ngay gia đình này nè, lan tỏa nè. Tại vì sao? Vì mình không có việc này việc kia bận tâm nên mình sẽ đi vào sâu vào tịnh độ và chuyên tâm một câu Phật hiệu, có nghĩa là gọi là một câu Phật hiệu niệm đến cùng thời điểm này nè. Thời điểm này mới gọi là một câu Phật hiệu niệm đến cùng nè quý vị. Có nghĩa là một câu Phật hiệu niệm đến cùng là nó gọt rất nhiều công việc rồi tới một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nếu như mà còn quá nhiều công việc thì chưa nói là một câu Phật hiệu niệm đến cùng đâu. Mà bây giờ mới gọi là một câu Phật hiệu niệm đến cùng của chúng ta, là có được thời gian để mà mình quân tập công phu niệm Phật, rồi lấy cái quân tập công phu niệm Phật đó mà chúng ta đưa tịnh độ vào từng người để con người chúng ta hưng khởi cái chuyện niệm Phật của mình. Vì phải nhớ rằng là cái người mà đem tịnh độ giới thiệu là cái người phải có thời gian dụng công niệm Phật thì họ mới có cảm giác để nói câu Phật hiệu này. Nhớ nghe. Và cái sức truyền tải của họ giúp cho quý vị nó giống như nó hưng khởi cái tâm và thích thú niệm Phật như thế nào. Thí dụ như trong tất cả chúng ta có những người chúng ta cũng bị bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia cũng có đó quý vị. Và quý vị phải nhớ rằng là phương pháp niệm Phật, lễ Phật này có thể hóa giải bệnh.
cũng như có những người nhức tay nhức chân nhức sống rồi đâu đi, cái phương pháp lễ Phật này nè cực kỳ hay. Bởi vì biết rằng là một con người mà buồn chán đâu này cái đi cũng phương pháp niệm Phật lễ Phật này sẽ hóa giải được cái tâm buồn chán đó. Và một con người mà giống như mà làm biếng đi, niệm Phật lễ Phật này giết nó cũng hết làm biếng luôn. Thật sự mà nói với quý vị, một con người niệm Phật sanh cực lạc mà làm biếng thì không phù hợp chút nào cả, chắc chắn quý vị luôn. Tại vì một con người niệm Phật cầu sanh cực lạc nghe, họ có khả năng rất nhiều, nhưng mà vì họ chưa đủ duyên làm thôi. Cái gì mà vào tay họ làm là trở thành giỏi. Cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc á, nếu nói rằng cái người niệm Phật mà cầu sanh cực lạc mà làm biếng thì chắc chắn rằng người này không phải là người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc sẽ không bao giờ làm biếng. Và người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là một con người cực kỳ có trách nhiệm. Chắc chắn là con sẽ có trách nhiệm. Quý vị nhớ nè, dù là quý vị tu tập nghe, bị hôn trầm buồn ngủ đâu nghe, nhưng quý vị chỉ cần mà chân thật niệm Phật lễ Phật này tu tập, kiên trì đi, từ từ đến một ngày nào quý vị giảm tối đa cái chuyện hôn trầm, là lúc đó quý vị sẽ tu an lạc, cực kỳ an lạc. Nhưng mà nó phải là có thời gian á. Cũng như bản thân nhận Đức bây giờ Đức thấy rõ ràng nè, ăn ít ngủ ít, ăn ít ngủ ít. Và con người lễ Phật tu tập bây giờ lễ Phật cực kỳ nhẹ luôn quý vị. Lễ Phật bây giờ rất là nhẹ. Cái thời gian mà những đức mà ít dụng công tu đó, quý vị biết rằng những đức lên những đức lễ Phật nó nặng dữ lắm quý vị. Lễ Phật rất nặng. Và chân của mình bị yếu đi quý vị. Chân bị yếu đi. Nên những đức nói rằng là cái phương pháp lễ Phật này là phương pháp cực kỳ hay, gọi là một phương pháp dưỡng sinh là tuyệt vời số 1. Cũng là một phương pháp tích tụ năng lượng cực kỳ cao. Bây giờ chính quý vị là người niệm Phật lễ Phật, quý vị cảm nhận. Nếu như quý vị có thời gian mỗi ngày quý vị tu tập từ 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 đi, rồi quý vị thấy quý vị lễ Phật có người bị nhẹ sờn. Lễ Phật rất nhẹ. Nhớ kỹ nghe, lên tu từ từ mà cảm giác phải thèm. Cái pháp môn tịnh độ này quý vị tu quý vị thèm. Cái thèm nhất của mình là nghĩ tới cái chuyện tương lai Phật A Di Đà tiếp dẫn mình giảng sanh cực lạc. Cứ nghĩ như vậy đi thì quý vị sẽ không bao giờ làm biếng niệm Phật. Nghĩ như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ làm biếng niệm Phật. Quý vị nhớ, con người cuối cùng ai cũng già. Và đến lúc con người chúng ta sẽ chết. Mà nếu như cái chết của mình mà mình nghĩ nó đi xuống tam đồ ác đạo thì nó cực kỳ đáng sợ. Cái chết của mình mà nó đi xuống tam đồ ác đạo thì cực kỳ đáng sợ. Mình nghĩ tương lai mình cũng chết mà cái chết của mình được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh thì trong lòng của mình đúng là thật sự cực kỳ là vui sướng. Cái cuộc sống này của mình hiện tại nó sống rất là tuyệt vời. Vì sao? Vì mình nghĩ tương lai mình về thế giới cực lạc. Còn nếu như bây giờ có giàu sang phú quý cỡ nào nhưng mà con đường giải thoát của mình nó mù mờ trước mặt thì thật sự cái cuộc sống hiện tại nó không có gì vui cả. Cuộc sống hiện tại không có gì vui hết. Vì cuộc đời con người nó cứ đi tiến tới từ 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 với phần mộ. Nó cứ đi tới gần 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 phần mộ. Quý vị thấy từng ngày vậy đó. Nhưng quý vị thấy nó qua lây quay tới 1 tháng. Rồi lây quay tới 1 năm, quý vị nhớ không? Mình mới ăn Tết bây giờ. Bây giờ nằm vào cái tầm qua tháng 10 nữa, quý vị thấy không? Nó. Mà con người người ta cả ngày bận biểu, quanh năm bận biểu, tới Tết lo âu. Như thờ còn nhỏ nhỏ nít đi, con người mình nó trông tới Tết lắm quý vị. Nhưng mà tới tuổi mà mình lớn lớn quý vị thấy không? Mình thấy là tới Tết là con người mình nó đi sắp chết. Mình lớn lớn tuổi là mình thấy tới Tết là mình sắp chết tới rồi. Đó. Nên hồi đó như Đức từng nói câu á, con nít thì nó là Tết đến rồi nó hát. Còn người già thì phải nói là chết sắp đến rồi, chết sắp đến rồi. Rồi suy nghĩ thì phải không quý vị? Con nít thì nó mừng là Tết, nó mua quà cáp nó đi chơi. Còn già bây giờ già rồi, Tết rồi thì Tết tới thì mình nghĩ sắp chết tới rồi, chết rồi, chết rồi. Nó phải là như vậy đó quý vị.
Nên cái người mà càng ngày càng lớn tuổi lên thì mình sẽ thấy Tết tới là mình chết Tết rồi. Ừ, sắp đến rồi. Nó như vậy nên bản thân mình ngồi đâu, đi đâu, đứng đâu, ở chỗ nào niệm Phật. Vì chết sắp đến rồi. Mình niệm Phật để mà tương lai Phật Ai Đà ngày rước mình về cực lạc, với thêm nữa mình dưỡng được cái an tâm, dưỡng được cái sự bình an của nội tâm quý vị. Nó giữ được cái sự bình an của nội tâm nên con người nó sẽ an lạc. Còn nếu như mình mà không dưỡng được cái sự an tâm thì tức khắc con người mình bất an lo âu. Với cái cuộc sống này đủ cái chuyện bất an lo âu hết. Thí dụ như nhà mình có 2-3 người thôi. Vì thấy rằng là nếu như mà con người mình không có tâm giải thoát nghĩa vị, mình sẽ lo cho con người ở nhà mình, người đó gì 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 đó. Mà cái phước phần người ta mà mình phải lo đó quý vị. Cái phước phần người ta mà mình phải lo. Như Đại Lão Hòa Thượng Không ngày giảng đoạn, ngày nói rằng quý vị phải nhớ, không phải người thông minh, tính toán giỏi mà kiếm được tiền đâu, không phải đâu. Chính tôi nè, Hòa Thượng Không ngày nói là chính tôi nè, tôi thấy thầy của tôi là thầy Phương Đông Mỹ, ông là một nhà triết học nổi tiếng của thế giới, nhưng cả đời của thầy Phương Đông Mỹ rất nghèo, là một thầy giáo nghèo đến nỗi vài quyển sách mà ông không có tiền mua, vài quyển sách mà ông có tiền mua. Đến sau này ông lớn tuổi thì ông được đọc kinh Phật, nhưng ông đem kinh Phật ông làm triết học, ông cũng chưa xác thực kinh Phật để mà ông đi vào cuộc sống, mà ông lấy kinh Phật ông làm triết học. Tại ông là nhà triết học gia nổi tiếng của thế giới, thầy Phương Đông Mỹ, ông cực kỳ thông minh luôn, cực kỳ là thông minh. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là thầy thông minh là do gì, đời trước của thầy tu pháp bố thí nên thầy cực kỳ thông minh. Nhưng thầy lại không tu tài bố thí nên đời này của thầy rất thông minh mà thầy rất là nghèo. Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là thầy có mấy quyển sách thôi mà thầy không có tiền mua, mà tới chết luôn thầy Vương Đông Mỹ vẫn nghèo, đem kinh Phật làm triết học chứ không phải là để giải thoát. Đó, vậy sao? Có nghĩa là Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là đệ tử của thầy thấy thầy rõ ràng, mình vẫn biết không dám nói thầy, vì thầy là một người có trình độ kiến thức cao quá, không dám nói thầy. Nhưng mà tới đời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói một câu rằng cuộc đời của tôi đời trước cũng là tu pháp bố thí, nên đời này tôi có được chút thông minh, nên cái học giáo của tôi rất là tiện lợi. Ngài nói ngài rất thông minh, ngài học giáo rất tiện lợi, chỉ cần một bài giảng của thầy giảng qua, ngài có thể giảng lại 95%. Thông minh đến mức gì đó quý vị. Nên sức học giáo của ngài rất tiện lợi. Nhưng mà tôi không, ngài nói rằng là đời trước tôi cũng không tu tài bố thí, nên tôi sinh trong một gia đình rất nghèo, rất khổ. Đến khi học Phật rồi gặp được thầy Lý Bình Nam, thầy Lý Bình Nam mới dạy ông đời trước tu pháp bố thí nhưng không tu tài bố thí, từ một đồng một cách mà tu, từ một đồng một cách mà phát tâm tu. Thì Đại Lão ở Tịnh Không này nói rằng là đời này của tôi nè, phước báo rất lớn là do chính đời này tu mà ra, sức khỏe sống thọ là từ ngay đời này tu mà ra. Hai cái đó ổng nói là đời này tu mà ra đó. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là tu hành phải mở tâm lượng rộng lớn ra. Mình có được tiền bạc, những cái gì mình làm thiện làm tốt được mình cố gắng mình làm, mình làm được việc thiện việc tốt mình làm. Nên có câu người xưa nói rằng là ông bà cha mẹ có đức, con cháu bằng sức mà ăn. Cái đức đó là do chính chúng ta tu nhân tích đức, con cháu nhìn theo và học theo, và mình dạy con cháu làm. Quý vị biết rằng là sau này sẽ không biết có hay không, nhưng mà sẽ ít có ai làm chương trình khiếm thị như chúng ta đã từng làm. Chắc chắn quý vị luôn. Một chương trình khiếm thị không suy nghĩ gì cả, hoàn toàn giống như là thật sự lợi ích, mong cho người khiếm thị được lợi ích. Ai mà làm cái chương trình đó? Vì nghĩ người mù ở khắp nơi nơi bao tiền xe cho họ đến, kêu người cho tiền họ,
rồi tổ chức cho tiền họ. Thấy không? Niệm niệm gì người? Những đức thấy rõ ràng luôn. Cuộc đời những đức cũng sinh trong một gia đình rất nghèo. Đi làm mười mấy năm trên thành phố cũng là không có gì cả. Từ khi những đức gặp Pháp môn niệm Phật, những đức thấy rõ ràng Pháp môn niệm Phật, và những đức chân thật cũng dám làm. Từ pháp thí những đức làm rất mạnh. Những đức thấy rằng con người càng ngày càng sáng suốt. Thật sự mà nói, con người nó bình tĩnh trong cuộc sống mà nó rất sáng suốt từ từ. Rồi thêm một cái nữa, sống cũng không đến nỗi mà càng ngày càng khổ gì thiếu phước. Những đức thấy rõ ràng luôn. Dù những đức từng ở trong chùa hay những đức ra ngoài, những đức thấy cũng tiếp tục nắm với môn tịnh độ. Mọi vị biết rằng là từ tài thí, pháp thí, nghe, vô ý thí, những đức cũng làm, là khuyên người ăn chay. Nên mỗi một con người mình đã gặp được phương pháp, gặp được những việc làm này, quý vị đủ duyên làm được, cứ chân thật mà làm. Những việc thiện gì làm được, cứ chân thật mà làm. Tại vì đây là cái mình đang mở rộng cái phạm vi phước báo của mình. Quý vị nhớ nghe, mình hành đạo nếu như chỉ có thông minh không mà thiếu phước, không làm được. Vì mình thông minh không nhưng mình vẫn là người nghèo. Nghèo thì làm sao làm được quý vị? Mình chỉ được cá nhân mình thông minh, mà thông minh mà nghèo quá, không có tiền gì hết, quý vị trong cuộc sống này sao làm đây? Bị nói người ta cũng không tin. Cơm ông không có ăn mà bây giờ ông nói cái gì vậy? Quý vị nghĩ đi. Đó. Nên từ nơi đó mà pháp thí phải kèm vào tài thí, rồi phải vô ý thí. Nếu hai cái thí kia có là thông minh, có phước báo, nhưng quý vị bệnh đau tối ngày, những đức nói quý vị bệnh đau tối ngày như những đức, nếu bệnh đau hoài làm sao những đức tu với quý vị? Đi không nổi nên sao lễ Phật với quý vị? Đi ngồi suy nghĩ đi. Nếu không có sức khỏe sao lễ với quý vị 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm? Rồi bây giờ ra tu với quý vị xuyên suốt luôn, đêm hôm gì những đức cũng tu được chứ quý vị. Bây giờ nếu như những đức lên đây những đức tu quý vị, những đức ngồi ngủ gần sao những đức nói chuyện quý vị nghe? Mà cái tỉnh táo này cũng là nằm vào cái dạng sức khỏe đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Lúc nào cũng tỉnh, quý vị thấy như thế không? Lúc nào cũng tỉnh. Nếu như trong tài thí, pháp thí, vô ý thí thiếu một cái không được. Nên cuộc đời mình á, ba cái điểm này mình chân thật mà làm. Nó, pháp thí là đem câu hoàng hiệu này giới thiệu, dùng mọi phương tiện giới thiệu cho người sống, người chết. Pháp thí, tài thí, chúng ta gặp người khổ, người bán vé số hay bất cứ một con người khổ nào, người què hoặc người mù đuôi gì, hiểu không? Quý vị nhớ, ta đi bán vé số, có khi bị tin vào nhân quả, vì không mua tấm vé số. Nhưng quý vị gặp người bán vé số, quý vị có 5.000, 10.000, 20.000 ví dụ, vị tặng cho họ A-di-đà Phật. Trong cái tài thí có pháp thí. Quý vị đi trên một đoạn đường, đi trên một chiếc xe, quý vị có cơ hội làm được tài thí là 5.000, 10.000 A-di-đà Phật, con chào cô chào chú A-di-đà Phật. Đó, tặng cho họ 5.000, 10.000. Dạ con không lấy giấy số đâu. Đó là trong tài thí có pháp thí. Trong pháp thí có tài thí. Phát triển từ từ, từ cái nhỏ, từ cái bắt nguồn từ cái nhỏ mà làm. Bắt nguồn từ cái nhỏ mà làm. Còn nếu như mình làm chủ, thí dụ như người ta làm công cho mình mỗi tháng, mình gửi thêm cho người ta chút đỉnh uống cà phê, đó cũng là phương pháp của tài thí. Ta thấy cái tâm mình vậy, ta quý trọng mình là tài thí. Còn đối với gia đình mình, đối với dòng họ, đối với cha mẹ, bản tính mình rộng rãi cũng là tài thí. Tâm rộng rãi là tài thí đó quý vị. À, tâm hẹp hòi là không có tài thí. Quý vị nhớ nè, một con người mà tâm hẹp hòi, xin thưa quý vị, dù quý vị có phước cũng không xài được. Vì hẹp hòi nên có phước không xài được. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là có những loài động vật phước báo còn hơn con người, nhất là người bên nước ngoài. Nước ngoài người ta nuôi những con chó như con mèo, người ta thương còn hơn là con người nữa. Nhưng mà phước báo của nó là phước báo hẹp hòi, không nghĩ đến người khác. Nên nó có phước báo nhưng nó mang thân loài súc sanh để hưởng phước theo cái kiểu của súc sanh.
Và có những loại phước báo của quỷ thần cũng có nữa. Trong cảnh giới quỷ thần cũng có phước báo. Có loài quỷ cực kỳ khổ luôn, như ngạo quỷ đâu, cực kỳ khổ. Còn có những loài quỷ có phước báo là được người cung phụng và cúng dường. Nên cảnh giới của quỷ thần cũng có những loại quỷ thần rất khổ, nhưng có những loại quỷ thần có phước. Các vị nhớ. Nên từ nơi đó, nếu như cái phước mà cái loại phước mà hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọt thì nó đi vào những cái cảnh giới tệ để hưởng phước. Các vị thấy có những con người ở cuộc đời này họ rất có phước. Họ làm đâu là thắng đó, là vì phước trong mạng họ quá dày. Không phải nói rằng là họ thông minh, họ tính được cái việc đó là họ thành công, chưa chắc. Như thầy Lý Bình Nam rất thông minh nhưng nghèo, vẫn là nghèo. Là một thầy giáo cả đời cực kỳ nghèo. Đó. Vì sao? Vì ông có pháp thí nhưng không có tài thí. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nhìn qua được. Nên Ngài từ pháp thí, tài thí, vô ý thí, Ngài nói rằng là phước báo đời này của tôi là tôi tu mà ra. Phước báo cực kỳ lớn. Hòa Thượng Tịnh Không phước báo lớn lắm. Đó. Nên từ nó tài thí rất lớn, pháp thí Ngài thông minh trí tuệ, sức khỏe của Ngài kéo dài. Nên ba cái thí này rất quan trọng. Dù là mỗi ngày mình ở tại nhà mình luôn, mình cũng tu được luôn nữa. À, tại nhà mình cũng tu được nữa quý vị. Chỉ cần quý vị lâu lâu bước ra ngoài, quý vị nhìn thấy cái gì quý vị cũng có thể tu được. Tài thí, pháp thí, vô ý thí hết. Chỉ cần quý vị có cái tâm, không cần phải đi tìm kiếm nhiều đâu. Cái đối nhân xử thế hàng ngày quý vị sẽ thấy rõ ràng. Tài thí, pháp thí, vô ý thí bị rõ ràng trong cái đó có hết luôn. Đơn giản quý vị gặp một ổ kiến thì quý vị cũng tu pháp thí được. Một ổ kiến, một con ruồi, một con muỗi, một con vật, quý vị đều tu pháp thí được hết. Gặp nó chắp tay quy y cho nó, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh ba lần, xong niệm Phật vài câu là pháp thí. À, gặp người đi sinh, gặp người què hoặc, gặp người nghèo, gặp người khổ, chờm sớm có những sự cố gì, người ta đêm hôm gì bất tử, người ta bệnh đau, hoặc người ta sinh đẻ, hoặc người ta sự cố gì bất tử gia đình người ta, hoặc là nhà người ta cứ vợ cho con hay gì mà bất tử, người ta chờm sớm, người ta quá khổ, những gì mình giúp được mình giúp đều là từ tài thí. Tại vì người ta bất tử giúp ngặt quý vị, người ta đang ngặt là đang quá khó khăn, đêm hôm người ta đang bệnh đau mà không có tiền đi chữa bệnh, thì trong cái tài thí này nó có vô ý thí luôn. Vì quý vị cho người ta mượn tiền, người ta an tâm là vô ý thí. Cho người ta mượn tiền là phước báo mình tăng lên tài thí. Có nghĩa là quý vị chỉ cần mở cái tâm lượng ra thôi, từ tài thí, pháp thí, vô ý thí này cực kỳ dễ tu, không cần tìm đi đâu xa hết chứ. Tại nhà mỗi ngày chờm sớm láng giềng mọi người, quý vị ngày nào cũng tu được hết. Còn những đức lại dùng phương pháp hướng dẫn quý vị, nên những đức cũng tu từ tài thí, pháp thí, vô ý thí. Quý vị làm những đức cũng tu được từ ngay chỗ đó luôn, dù là ở trong nhà không. Nên mỗi lần mà những đức bước ra ngoài, hay là đi vòng vòng ở ngoài đường, hay là những đức đi là một cái gốc cây, những đức đều tu pháp thí. Rồi quý vị biết rằng những đức lấy một miếng bánh những đức ăn á, những đức gặp cái ổ kiến, những đức lấy miếng bánh ra ngay, những đức bóp nhìn nhiễn cái này là tài thí, những đức đang tu với chúng sanh. Động vật, chúng ta là loài động vật cao cấp, kiến gián là loài động vật hạ cấp, phước báo kém hơn mình, nên mình lấy miếng bánh bóp nhiễn ra bỏ xuống cho kiến gián ăn. Đó cũng là một phương pháp tu tài bổ thí. Nên từ nơi đó mà những đức tu là quý vị biết rằng là đi lỡ ngay cái gốc cây hay là cái ổ kiến này kia, những đức đều tu tài thí, pháp thí, vô ý thí ngay chỗ đó luôn. Đâu phải vị chỉ tu với con người không đâu, vì chúng ta với loài động vật là cùng là một nguyên lý, mà tại vì phước báo khác nhau thôi. Vì thấy không, cái cách này vị suy nghĩ đi. Còn khi những đức uống nước, khi nước quá nhiều uống mà người ta gót mà dư đấy, vị biết không, uống không hết, uống hết vô luôn chịu không nổi. Thì khi dư một miếng nước, thí dụ đi, những đức kế gốc cây, những đức chế vô cái gốc cây, cái những đức trong tâm nghĩ một miếng nước này xin cúng dường cho đại địa. Cái tâm bố thí đó của quý vị là đại địa, chứ không phải chuyện đơn giản thôi. Nên đi đâu tự nhiên nơi đó có nước, mình uống không thiếu nước. Có nghĩa là cái tâm tài thí, pháp thí, vô ý thí khi mở rộng ra là quý vị cực kỳ tiện tu luôn, không phải đi tìm đâu xa cả. Không phải đi tìm đâu xa hết, mà ngày nào cũng tu được luôn. Và duyên quý vị nhìn thấy rõ ràng, rất nhiều nhân duyên tu tài thí, pháp thí, vô ý thí. Đó. Cái này là 100% luôn. Còn đi vô nhà vệ sinh tắm đúng không,
Lúc trước mình chưa hiểu, mình múc nước mình đổ ao 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 ao. Bây giờ mình hiểu rồi, mình tắm được rồi. Hiểu câu tắm được rồi không? Có nghĩa là tắm được rồi, đủ rồi, không cần phải xói ti tiền. Đó cũng là một cái tâm tích phước báo của nước. Đó, có nghĩa là mỗi cái của mình đều tu được tài thí pháp thí vô ý thí hết, hàng ngày luôn. Và cái tâm kết hợp niệm Phật thêm, thật sự cuộc sống quý vị bất cứ ở nơi nào quý vị đến là nơi đó an lạc vui vẻ. Còn có những nơi quý vị ở tự nhiên chim chóc bay lại rất nhiều, kiếm miếng đồ ăn rải cho chim ăn, chim ăn phải không? Chúng ta đứng đó, chúng ta ngồi đây, Ai Di Đà Phật, giải đồ ăn, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Chỉ đơn giản vậy thôi, tài thí pháp thí. Chim vui vẻ ăn xong bay đi hót là vô ý thí, phải không? Đó, mở rộng phạm vi cho quý vị, quý vị làm đi. Chăng thật mà làm cả đời đi rồi quý vị sẽ thấy cái phước báo quý vị đi đến đâu cũng phước báo cực kỳ lớn luôn. Không bao giờ thiếu ăn. Ai gặp quý vị cũng hoan hỷ hết. Vì sao? Vì sanh phước báo nên tài thí pháp thí vô ý thí càng ngày càng phát triển. Con người quý vị sẽ rất hoan hỷ, thông minh, trí tuệ, sức khỏe sống lâu, phước báo đầy đủ. Cuộc đời con người mà như vậy thì sao? Niệm Phật có cái tâm của cực lạc, mỗi ngày có sự an lạc của cực lạc, thì chắc chắn là tương ưng cái chuyện cuối đời là Phật A Di Đà rước mình về thế giới cực lạc là chắc chắn. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật.